Bây giờ có lẽ là mình để trở lại cái kinh Thánh Đệ Tử. Mình trở lại kinh Thánh Đệ Tử. Cái nội dung kinh Thánh Đệ Tử là cái này. Nội dung kinh Thánh Đệ Tử. Một vị sơ quả trở lên không thể có thắc mắc về lý do có mặt của mình ở đời này. Cái thấy của vị hữu học có thể hạn chế so với vị la hán, nhưng về căn bản vị sơ quả không thể không biết gì về nguyên lý duyên khởi. Đây, đó là nội dung của kinh. Mọi hình thức hiện hữu đều do tham ái vô minh tạo ra thông qua sự tiếp xúc và xử lý sáu tầng của sáu căn. Đó, nội dung kinh như vậy đó. Nếu không biết những điều này thì không thể đoạn trừ phiền não, thấy được niết bàn. Đó là nội dung của kinh Thánh Đệ Tử. Một vị sơ quả trở lên ấy, thì không có nghi ngờ về lý duyên khởi. Sao lạ vậy? Một cái đó không thể không có nghi ngờ lý duyên khởi. Giọng mưa cứ mùa giết lại hơi lạ ha. Một vị thánh sơ quả trở nên không thể có thắc mắc về lý do có mặt của mình ở đời này. Cái thấy của vị hữu học có thể hạn chế so với vị la hán, nhưng mà về căn bản vị sơ quả không thể không biết gì về lý duyên khởi. Vì sao? Là vì mọi hình thức hiện hữu đều do tham ái vô minh tạo ra thông qua sự tiếp xúc và xử lý sáu trần của sáu căn. Nếu không biết những điều này thì không thể đoạn trừ phiền não. Bằng chứng là vị sơ quả đã đoạn trừ ba phiền não căn bản của dòng luân hồi là thân kiến, hoài nghi và giới cấm phụ thủ. Đoạn trừ tối thiểu là ba cái này. Mà ba cái phiền não này là ba cái phiền não gốc. Gốc này có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị tưởng tượng một cái chiếc xe nó đã chạy là mấy chục ngàn tỷ km rồi. Một chiếc xe nó đã chạy mấy chục ngàn tỷ km rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại có 7 cây số thôi. Nó chỉ còn có khả năng chạy được trong 7 cây số nữa thôi là coi như đem liền. Thì như vậy 7 cây số này nè, mình thích thì mình kể, mình không thích thì thôi. Bởi vì nó không quan trọng nữa, nó, mình không thể nào mà mình nói không, nó còn chạy được 7 cây số nữa. Mà mình thử tưởng tượng nó đã chạy mấy chục ngàn tỷ rồi, mấy chục ngàn tỷ km rồi. Bây giờ nó chỉ còn có 7 cây số nữa thôi, chỉ còn khả năng nó lăn bánh được 7 cây số nữa thôi. Hoặc là thậm chí còn ít hơn, nó có thể là còn 7 mét thôi. Nó chỉ còn lăn được cái 7 mét thôi. So với cái dòng luân hồi mà thâm thẳm của mình á, thì 7 kiếp sống, giả định là 7 kiếp chứ nó không phải là tu đồ quần nào cũng phải trải qua 7 kiếp đó, không đúng nha. Không hẳn. Mà mình chỉ giả định là nếu mình đi thêm 7 kiếp nữa đó, thì 7 kiếp này nó chẳng là cái gì so với cái đoạn đường mà mình đã đi qua. Điều đó có nghĩa là cái thân kiến và cái hoài nghi đó là những cái phiền não rất là căn bản ghê lắm.
từ hai cái, từ cái sự bắt mặt của hai cái phiền não này nè, tôi cố ý tôi không có nhắc đến giới cấm thủ, là bởi vì cái giới cấm thủ kể ra cho mình thấy rõ vậy thôi, chứ còn đúng là đây cái chánh chỉ có hai thôi, là cái thần kiến ngoại nghi thôi, chứ giới cấm thủ xét vào chi pháp thì nó lại nằm ở trong mấy cái phiền não kia gom lại, do tà kiến, do ngã mạn, do vô minh, do tham ái gom lại nó mới ra cái giới cấm thủ nha. Cái giới cấm thủ thì nó không có chi pháp rõ ràng, bởi vì nó là từ tà kiến, do tham ái, do vô minh cộng lại nó ra giới cấm thủ. Giới cấm thủ không có cái chi pháp rõ ràng, cho nên kể thì kể, trong kinh thì kể có ba, bởi vì trong kinh kể có ba nên cho mình dễ thấy, mình dễ hình dung cái nội dung, dễ hình dung được cái tâm hồn của vị tu đồ quần, dễ hình dung được cái đời sống của vị tu đồ quần vậy thôi, chứ thật ra chỉ có hai thôi, đó là thần kiến và nghi là đủ rồi nha. Thì với một cái vị mà họ đã hiểu được cái lý duyên khởi đó, một vị đã hiểu được lý duyên khởi thì không thể tiếp tục có thân kiến. Mở một đơn, nhìn danh sắc như là ta của ta, hoài nghi. Mở một đơn, sự mơ hồ về nguồn gốc của mình. Đó. Và ngược lại, người không có hai phiền não này cũng không thể mơ hồ về lý duyên khởi. Không biết bà con có hiểu được câu này không? Tức là hai cái này đó, cái câu sau gần giống như thừa đó, nhưng mà nó mang cái tác dụng là nó nhấn mạnh cái điều thứ nhất. Một vị đã hiểu được lý duyên khởi thì không thể tiếp tục có thân kiến và hoài nghi. Mà một người không có thân kiến và hoài nghi thì cũng không thể mơ hồ về lý duyên khởi. Vị đã biết rồi, khi nào vị đã nhìn thấy cái gì, nghe cái gì mà có cái lòng tham á, có cái thích là vị đã biết ngay. Biết ngay. Đây, ngay chỗ này nè, cái dòng, nếu mà ngay kiếp này mình không chấm dứt rồi, thì ngay chỗ này, ngay chỗ mình còn thích đây nè. Thấy thích, nghe thích, ngửi mùi thích, ăn uống thích, tiếp xúc thích, thì ngay cái lúc đó vị đã biết. Trong một cái suy nghĩ nào đó rồi mà có cái ý thích là vị đã biết ngay. Mình biết ngay là đây là đây nè, đây là cái ái nè. Mà ái thì nó duyên cho thủ, mà thủ nó duyên cho hữu, mà hữu sẽ duyên cho sanh. Tức là đi tác tục đó. Vì nó biết rõ là ngay lúc nào là có cái lòng tham ái xuất hiện, là vì nó biết rõ ngay trong cái tham ái này có vô minh nè. Mà hãy ở đâu có vô minh thì nó có hành nè. Mà ở đâu có hành thì nó sẽ bắt đầu, nó sẽ bắt đầu cho thích. Rồi danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh. Vì nó biết liền. Vì nó có thể quan sát ngay trong cái thấy cái nghe của mình. Vì nó biết rõ là ngay trong cái thích này nè. Vì nó có nhiều cách để thấy. Thí dụ như vì nó vừa nhìn thấy cái gì mà có lòng thích, vì nó biết rằng vô minh đang có mặt. Mà vô minh có mặt thì phải hành có mặt. Đó là một cách. Một cách nữa là vì nó ngay trong lúc mà thích cái gì đó, hoặc là vui trong thiện, vui trong bất thiện, vì nó biết rõ đây là hành nè. Đây là hành, hãy có hành là dứt khoát, là nó phải có ba, nó tạo ra 32 tâm quả. Nói chung chung là vậy. Còn không thì vì nó biết rõ đây là lục nhập đây. Lục nhập đang là việc mà cái cách xử lý, cái cách xử lý của cái sự cách xử lý lục nhập, cái cách xử lý mà sáu trần á, của phàm với của thánh nó khác nhau. Thánh người ta thấy chỉ biết là thấy, còn mình thấy đó là bắt đầu nó dẫn đến cái thích và không thích. Không thích của mình là tâm sân, mà thích của mình là tâm tham. Cho nên vì nó biết ngay khi mà vừa nhìn thấy, vì nó biết rằng đây là vô minh đang có mặt nha, ái đang có mặt nha, hoặc là vì nó nếu cần không có nhắc với hai cái đó, vì nó chỉ cần nghĩ rằng hành đang có mặt nha, biết liền, biết liền, biết liền. Và là vì nó biết rõ rằng tứ thủ đang có mặt nha, hoặc là vì nó biết rõ rằng nghiệp hữu đang có mặt, vì nó biết rõ. Cái cách nghĩ nào cũng được hết, miễn là vì nó thấy được cái nhân của cái dòng của cái thấy được cái nhân của cái sự luân hồi tiếp theo, vì nó thấy. Thì với một cái người mà như vậy đó thì tôi phải nói thêm, thấy bằng thánh trí nha, chứ còn thấy kiểu như mình thấy kiểu vòng vẹt, mình thấy theo sách, thấy theo những gì mình được nghe. Còn cái kia là người ta thấy bằng cái thánh trí, mình biết rõ, biết rõ, không có nghi hoặc, biết chắc chắn là cái này nè, nó là cái nguồn cơn của đau khổ. Thì với một người như vậy đó thì không thể nào còn có thắc mắc về cái sự có mặt của mình ở đời này để hết. Cho nên ở đây có một cặp mà chúng ta phải nhớ, đó là đối với một người thấy được lý duyên khởi thì không có thể nào còn thân kiến và hoài nghi.
dầu là ở cái mức sơ quả. Mà một người không có thân kiến hoài nghi thì không thể nào mơ hồ về lý duyên khởi. Đó là nội dung của bài kinh Thánh Đệ Tử. Thế từ số 1, cái chữ ở trong bản dịch, trong bản dịch của Ngài thì là Tùy Thánh Đệ Tử không có suy nghĩ. Ở đây phải hiểu là không có thắc mắc, không có nghi hoặc. Phải hiểu như vậy. Không có thắc mắc, không có nghi hoặc. Cũng giống như bây giờ mình biết rõ đây là cái đồng hồ, biết rõ đây là cái đồng hồ của bạn mình bỏ quên. Thì ở đây mình có hai cách nói. Cách nói thứ nhất là mình không có suy nghĩ rằng mình nên đem bán cái đồng hồ này đi. Nói gì cũng đúng. Mà mình nói là khi biết rõ đây là cái đồng hồ không phải của mình thì mình cũng không có cái lòng tham, không có cái toan tính, không có cái toan tính là đem đi bán nó. Hoặc là mình cũng không có cái phân vân là có nên đem bán cái đồng hồ này hay không. Nói cách nào cũng được hết, không có suy nghĩ, không có toan tính, hay là không có phân vân, không có. Bây giờ mình biết chắc đây là cái đồng hồ của bạn mình đã tới chơi mà bỏ quên. Ví dụ như vậy, ở đây cũng vậy. Đối với một cái vị mà biết rõ như vậy thì bản trong cái bản Pali thì họ cũng dùng cái chữ không có suy nghĩ, đúng. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu nhầm là không có thắc mắc, không có nghi hoặc. Giống như tôi vừa ví dụ cái đồng hồ đó, mình biết rõ là đây là cái đồng hồ mình không, đồng hồ không phải của mình, thì mình cũng không có suy nghĩ, mình không có suy nghĩ rằng là mình có nên bán này hay không, hoặc là mình không có phân vân rằng mình có nên đem bán cái đồng hồ này hay không. Nói sao được, nhưng mà cái mục đích chính đó là mình không có cái ý, không có ý phân vân là có nên bán hay không. Vì đó của bạn mình mà, thì đây cũng vậy. Vì nó biết rõ rằng đối với cái sự có mặt của mình á, thì cái nguồn cơn của nó chính là dòng duyên khởi. Để nhớ đó, không có suy nghĩ. Tại sao tôi làm rõ chỗ này là bởi vì nếu mà không làm rõ chỗ này, các vị sẽ ngạc nhiên. Các vị sẽ một ngày nào đó các vị sẽ thấy có những đoạn kinh mà hình như gần giống như nói ngược lại. Ở đây vị đó suy nghĩ như sao, cái khổ này từ đâu mà có. Thì lúc bây giờ trong trường hợp đó, cái chữ suy nghĩ nó có nghĩa là vị đó đang quán xét. Như vậy chữ suy nghĩ ở đây đôi khi còn có nghĩa là sự quán xét. Ở đây có nghĩa là sự nghi ngờ. Tôi nói như vậy, bà con có nghe kịp không ta? Biết các vị có nghe kịp không? Chỉ cần thông, hiểu thông được chữ này là xong rồi. Rồi xong. Bây giờ là mình học qua cái bài kinh Thánh Đệ Tử. Kinh Thánh Đệ Tử số 2. Dạ, bây giờ mình học qua bài kinh Thánh Đệ Tử số 2. Cũng y hệt như vậy nha. Bài kinh thánh đệ tử thứ hai cũng y hệt như vậy. Kinh thánh đệ tử thứ hai cũng có nội dung y hệt như vậy. Mà các vị có biết một điều đó, là ngày trước trong một thời gian khá dài tôi không có thích. Vừa không thích mà vừa thắc mắc là tại sao những cái kinh này nè, nó giống nhau y chang nè, mà tại sao mà các vị kiết tập, các vị không có bỏ bớt. Các vị kiết tập, trong mấy kỳ kiết tập các vị kể là ngày nay ngày kể là tôi đã từng nghe lại như thế này. Có một lần đó Đức Thế Tôn gặp cái nhân vật gì đó, ngài đã nói kinh này, cái nội dung 1234. Rồi tới cái bài kinh thứ hai thì chính tôi cũng được nghe Đức Thế Tôn giảng như vậy nè, cái nội dung là 1234 y chang như vậy.
Tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ là tại sao mà nếu mà giống nhau tại sao mình không chịu bỏ bớt. Nhưng mà bây giờ mình coi mình thấy lý do có lý do rất là tuyệt vời. Các vị phải nghe chỗ này, phải có cái sự trung thực như vậy đó, cái người đời sau họ mới tin vào, họ mới tin vào cái tính cách truyền thống, cái tính xác thực, tính xác thực của tam tài. Chứ còn nếu mà mọi thứ mà như cái cách nghĩ phàm phu của mình ấy, cái gì mà nó được gọt giũa mà trơn tru quá, coi chừng nó khả nghi lắm nha, nó khả nghi lắm. Còn cái này là một sự trung thực, có nghĩa là ngày xưa các ngài không có sách vở, các ngài chỉ nhắc là bằng cách khẩu truyền thôi, bằng miệng thôi, thì có làm sao nói y chang như vậy. Và càng đọc kỹ trong kinh ấy, trong kinh Pali ấy, mình sẽ thấy nhiều cái chuyện rất là độc đáo. Đó là cái cách kể chuyện trong kinh Pali ấy. Nếu mà các vị đọc thường nha, nếu mà đọc thường, chứ còn lâu lâu sẹt bài thì không có được cái này, đó là không có được cái này. Mà nếu các vị đọc thường, các vị sẽ nhận ra nhiều chuyện rất là độc đáo. Ví dụ như về chư thiên đi, về chư thiên, cái cách kể chuyện về chư thiên mà trong kinh điển Pali nha, trong kinh trên chánh tạng á, chứ tôi không nói chú giải tôi cũng lạnh sống lắm. Ở trong cái quyển mà chuyện phím thì tu tập 2 đó, là tôi sẽ dành một phần lớn để mà tôi nói về cái chuyện nghiên cứu kinh điển, về cái chuyện tu tập tứ niệm xứ ở các cái truyền thống Miến và Thái. Tôi biết tôi không phải là pháp sư tâm tạng, tôi không phải là thiền sư, mà tôi lạm bàn mấy cái chuyện đó thế nào cũng chạm nọc rất là nhiều người. Nhưng mà bà con cứ xem thử coi tôi nói cái gì, không có nhiều. Tính theo giấy khổ giấy A4 thì trung bình một cái đề tài như vậy thì khoảng tối đa là một trang rưỡi. Giấy A4 là một trang rưỡi. Cái sai chữ thì sai chữ bình thường, sẽ chữ khoảng 12-14. Nó chính xác như vậy là khoảng sai chữ 12-14. Mà giấy A4 là khoảng một trang đến trang rưỡi, tôi nói không có nhiều. Tôi sẽ làm bằng một số vấn đề, chẳng hạn như cái niềm tin của mình đối với kinh điển ra làm sao. Tôi hôm nay tôi ngồi tôi nói, tôi giảng về kinh tạng bằng cách tham chiếu chú giải ấy, vậy mà tôi cho rằng mình cũng vẫn phải rất là cẩn trọng đối với cái gọi là chú giải của đời sau. Bởi vì chú giải của đời sau nó có những cái mình tôi không dám nói là cái sự thêm thắt, nhưng mà nó có những cái sự bất nhất. Sự bất nhất là vì đời trước họ không có cái computer, không có internet như mình bây giờ, cho nên cái điều kiện tham khảo không được nhiều. Có những vị học hỏi từ sư phụ của mình với những cái điểm sai khác, các vị cứ để nó nằm ở đó. Rồi đó là ông thầy A, rồi tới vị B, ông B, ông sư B, ông vị A Sa Lê, vị giáo thọ B cũng vậy. Ông cũng học với sư phụ và có những cái điểm sai khác, ông cũng để đó. Rồi khi nào mà tới lúc mà có được cái sách in, có được internet, người ta mới là tập đại thành, người ta mới tổng hợp lên gom hết mấy cái thứ đó lại. Thì lúc bây giờ mình mới thấy nó mới lòi ra vấn đề. Phải nói như vậy. Thì đây là hôm nay nó có một cái câu hỏi, nó có một cái câu hỏi của một nhân vật, nó là học kinh Phật bằng cách nào để đạt hiệu quả nhất. Đúng là tôi đang giảng hiện tại thì tôi đang giảng, tôi không trả lời câu này nha. Này để cuối buổi giảng, nhưng mà không nói là sự quên. Đây là một câu hỏi mà nó quá sức rộng luôn, nó quá sức rộng. Câu hỏi này không thể trả lời trong vài phút, nhưng mà không thể không nói. Thì hỏi cách nào đạt hiệu quả nhiều nhất thì tôi sẽ hỏi ngược lại. Uống thuốc hay tập thể dục, cách nào hiệu quả nhất? Thế chưa? Các vị thử tưởng tượng. Các vị hỏi tôi với học kinh Phật cách nào hiệu quả nhất thì tôi không thèm trả lời, tôi hỏi ngược lại. Uống thuốc hay là tập thể dục cách nào hiệu quả nhất? Làm sao mà hiệu quả nhất? Cái câu này không thể trả lời ngắn gọn được là vì sao? Là vì cái cơ thể của thằng Tèo á, nó không có giống như cơ thể của thằng Tí nha. Nó không có cơ thể vậy, hai thằng nó cái cơ thể nó không có giống nhau. Cái thằng Tèo nó bị tiểu đường, cho nên nó là nó uống thuốc là nó phải luôn luôn nhớ rằng nó bị tiểu đường. Còn cái thằng Tí á, thì nó bị gọi là nó bị tăng sân, nó khổ như vậy đó. Thằng Tí bị tăng sân. Mà má của thằng Tèo á, thì bà bị bao tử, cho nên bà uống thuốc gì đi nữa đó, bà phải nhớ bà bị bệnh bao tử nha. Thôi
người đang hầu chuyện cùng quý vị đây nha. Tôi biết rất rõ là cái thuốc mà coi như là cái thuốc trị về cột sống đó, nó cũng có những loại thuốc mà nó trị cái người bị bao tử, bị loét, người đang bị viêm loét bao tử đó. Thì mình uống cái thuốc cột sống vô, có những cái loại mình để vô là nó tiêu, nó trị cái này mà nó phá cái kia nha. Cho nên cái học kinh Phật y chang như vậy, tùy cái căn cơ. Có người thì họ đến với kinh Phật đó, họ nên đi theo cái sự đơn giản đó, nên đi theo cái sự đơn giản, học cái gì mà nó đơn giản mà nó coi như nó rốt ráo mà nó ngắn gọn thôi, càng đào sâu râu ria đó là nó thêm rối. Nhưng có những người đó mà nó đơn giản quá đó thì nó không đủ cho họ, bởi vì họ cứ thắc mắc nghi hoặc hoài, họ phải gọi là tới nơi tới chốn họ mới yên. Còn có người thì họ chỉ đơn giản, ví dụ như tôi không biết là tôi là cái loại nào, tôi chỉ ví dụ thôi, đó là sau bao năm đọc kinh Phật suy tư thì tôi thấy hiện giờ đó, tôi đối với riêng tôi đó thì tôi thấy không cần nhiều, chỉ cần một ít thôi, đó là biết rõ cái giáo lý duyên khởi. Đối với tôi mà nói đó thì hiện giờ tôi lại thấy như vậy, không cần phải học chi tiết là cõi trời nào sống bao lâu, rồi hào quang làm sao, rồi dung sắc cao lớn bao nhiêu, rồi học râu ria nào là Bồ Tát Tất Đạt, hồi đó là lấy vợ năm bao nhiêu tuổi, rồi có con năm bao nhiêu tuổi, rồi cái đó tôi bây giờ tôi không quan trọng nữa. Mà cái tôi thấy quan trọng nhất đó là tôi thấy đó, tại sao có tặng luật đó, tại sao có tặng kinh, tại sao có tặng A Tỳ Đà. Mà để trả lời cho mỗi cái tại sao này là chỉ mất có 3 phút thôi. Đó là lý do có mặt của tam tạng. Nội dung của mỗi tạng là cái gì? Thì cái thứ hai là tạng luật đối với cái chuyện mà tu hành gì chấm dứt phiền não nó có tác dụng như thế nào. Rồi tạng kinh, rồi tạng thì đạo. Và cái giáo lý duyên khởi nằm ở đâu ở trong tạng luật? Cái giáo lý duyên khởi nằm ở đâu trong cái gọi là tặng kinh, và giáo lý duyên khởi nằm ở đâu trong cái gọi là tặng A Tỳ Đà. Đó là gom gọn lại là cái nội dung mà bà con cần phải tham khảo kinh điển. Nếu cần thì gom gọn chỉ khoảng là một trang giấy cây dê của học sinh thôi nha. Bởi vì cách đây không lâu tôi có nghe một câu nói mà tôi không có tưởng tượng được là tại sao người ta có thể thông minh kinh hoàng như vậy. Người ta nói thế này, người ta nói không có cần học gì nhiều, chỉ cần tu tứ niệm xứ thôi. Thế thì tưởng tượng của nó có động trời không? Anh không có học thì anh biết tứ niệm xứ nói cái gì? Nó cũng giống như thế này, mình không có cần mà học, mình không có cần kiến thức về ngành y, cũng không cần kiến thức về ngành dược, mình chỉ lo uống thuốc thôi là nó hết bệnh rồi. Các vị nghĩ sao? Thì các vị có nghe câu tôi nói không? Tức là có một cái thằng cha nào đó, ông nói vậy đó, ông nói bây giờ mình không cần kiến thức về ngành y, không cần kiến thức về ngành dược, mà mình chỉ cần uống thuốc thì nó đúng là nó hết bệnh thôi. Các vị nghĩ rồi có chịu nổi không? Cái thuốc đó ở đâu nó có cái thuốc đó ở đâu nó có? Tôi nghe mình cứ nói là không cần học y, không cần học dược, chỉ cần uống thuốc thì nó đúng thôi, mà thuốc đó ở đâu nó có? Cho nên là mà thêm một cái bậy nữa là họ không nói như vậy, có nghĩa là họ không biết A Tỳ Đà nói cái gì. Tôi nhớ tôi có trả lời một cách ngắn gọn thế này: có thể chúng ta không có từng học A Tỳ Đà trước khi đắc đạo, nhưng tôi xin thề đọc, tôi xin đoan chắc rằng toàn bộ những gì mà một vị thánh nhìn thấy trước khi mà đành mà chứng thánh đó, cái gì mà một người mà phàm mà trước khi chứng thánh đó, mà nhìn thấy đó, để trở thành thánh thì dứt khoát cái đó 100% nó chính là những gì mà tạng A Tỳ Đàm nhắc tới. Bởi vì trong cái nội dung bài kinh sắp tới đây nè, nội dung bài kinh Tương Lượng, bài kinh Tương Lượng, tức là sau cái bài kinh Thánh Đệ Tử thứ hai đó, là tức là kinh Tương Lượng bài văn Bari Vi Mạng Sanh, thì trong đó chú giải kinh nó có nói rõ một chuyện: chư Phật ba đời, câu đó phải ghi, chư Phật ba đời, ba đời là quá khứ tại vị lai đó, chỉ có hai cách nói về khổ và con đường thoát khổ, đó là nói theo cách tục đế Sammuti Katha, rồi Sammuti Sacca, cách hai là chân đế Paramattha Katha,
rồi cái gì nữa, ba ra mắt tha sa chát đó. Có người đến với Đức Phật, đúng là cái này tôi nói nhưng tại tôi không cần viết, nhưng mà không viết nó mắc khổ rồi đó, bằng cái người Việt Nam mà nó chỉ thương lắm rồi, cái 31 còn nhớ bà chết bà nhát còn đủ thừa mình nha. Có người đến với Đức Phật á thì ngài chỉ nói lý duyên. Các vị nghe tới đâu rồi? Dạ rồi. Cái bản chất vạn hữu do duyên mà có, đó là tính nhân quả. Đã có rồi phải bị mất, đó là tính tam tướng. Cứ nhớ cái đó. Có người ngày chỉ nói như vắn tắt như vậy thôi. Đôi khi chư Phật chỉ nói vắn tắt như vậy là người nghe đã chứng thánh. Có lúc các ngài phải nói cả một thời pháp thật là đầy đủ. Có người phải được hướng dẫn sống đời xuất gia, từ bỏ vật chất, sống khép mình, độc cư, tìm cơ hội cọ xác đau khổ để chán đời, để mài mòn phiền não đó, nó khổ vậy đó. Tức là có người thì ngài chỉ nói vắn tắt thôi, thì nó là vạn hữu là do duyên mà có, đã có rồi tôi bị mắc. Thích hay ghét là do mình hiểu lầm, chứ lẽ ra thì không có cái gì đáng để mình thích, là cũng không có cái gì đáng để mình ghét. Nó là nó thôi, không thêm bớt gì hết đó. Còn có người không được, ngài phải nói nguyên một bài kinh dài, ngài nói rõ, thí dụ như là do cái tiền nghiệp quá khứ ha, rồi bây giờ mới sanh ra trong một hoàn cảnh nào đó, rồi từ trong hoàn cảnh đó đó cộng với cái điều kiện tâm lý của mình ha, là mình mới thích cái này, mình ghét cái kia. Mà từ cái chỗ thích cái này ghét cái kia đó, mình vô tình là coi như mình đã tạo thêm cái điều kiện để mình quay lại cái đời sống đó. Thí dụ như do cái tiền nghiệp mình phải mang cái thân bệnh hoạn nghèo khổ, rồi ngay trong cái bệnh hoạn nghèo khổ này nè, mình vùng vẫy mình tìm lối thoát, mà bằng cách là mình là tiếp tục làm chuyện tầm bậy. Mà từ chỗ làm chuyện tầm bậy mình lại sanh trở lại, mình là tiếp tục nghèo khổ và bệnh hoạn nữa đó, nó khổ như vậy. Hoặc là do cái tiền nghiệp mình mới sanh làm cái thân nữ, rồi từ cái thân nữ mình lại tiếp tục mình thích nữ trang, thích son phấn, thích áo quần, thích chân diện, rồi mà muốn nó quay trở lại cái thân nữ nữa đó. Cho nên do tiền nghiệp nó mới đẩy mình vào cái hoàn cảnh nào đó, rồi từ cái hoàn cảnh đó mình mới thích cái này cái kia. Có những loài nó thích ăn phân, có những loài nó thích ăn trái cây, ăn củ rễ, ăn hoa quả, có những loài nó thích ăn cơm, ăn bánh, có những loài nó hít thở không khí là nó sống rồi đó. Rồi ngay trong cái đời sống đó nó lại ghim sâu gắm chặt vào trong đó để mà mong muốn nó quay trở lại. Mà mình tu là sao? Mình tu nghĩa là mình không có tiếp tục thích nữa, không có tiếp tục ghét nữa, để làm chi? Để mình không có tiếp tục ghim sâu gắm chặt vào cái thế giới này đó. Phải giải thích như vậy mới đang mới chịu tu, mới chịu đắc. Còn có người thì không có cần phải nói như vậy, mới nói như vậy họ cũng chết quá kìa. Mà mình hướng dẫn cho họ, nếu họ có đức tin, họ cần, họ muốn đi theo các ngài, đi theo Đức Phật á, thì ngài phải nói với họ đi xuất gia. Đi xuất gia có nhiều người ngài nói rõ, khi mà họ muốn gọi là thực hành phẩm hạnh với cái sự hướng dẫn của ngài, ngài nói rõ là ở đây đời sống của một người cư sĩ khó lòng mà nó thanh tịnh như là cái đời sống xuất gia. Có một số người ngài phải nói như vậy, thế là họ bỏ họ đi tu.
đi tu rồi đó là Đức Phật và Chư Tăng phải dạy cho họ cái cách đắp y mang bát đi đứng nói năng cư xử làm sao cho nó phải lẽ, cho nó hợp đạo. Rồi họ phải tập sự sống nghèo đói, hồi nãy tôi có ghi rồi, cọ xác bao khổ, đi bát bị chúng chửi, rồi nắng gió mưa sương, chẳng hạn như hồi nãy tôi dậy là lúc 4:30 hả, mà tôi nhìn ra cửa sổ là gió ở ngoài nó phải nói là nó lạnh xe sắt mà nó quật vào cái cửa sổ, mà tôi biết rất là rõ là ở bên Thái Miến chẳng hạn là giờ này nè là có những cái chùa là gì mà ở nông thôn đó, là giờ này nè là Chư Tăng phải sửa soạn ôm bát đi thì đi từ sớm nha, đi từ sớm đi bát, mà có những bữa mưa tầm tã cũng phải đi. Tại sao như vậy? Là bởi vì đi trễ đó thì bà con người ta đi làm hết rồi ai để bát, nó khổ như vậy đó, cho nên với hai năm đi sớm mình về đó, mình mới giao cái bát cái đồ ăn thức ăn nó cho nhà bếp để họ sửa soạn cơm trưa, còn riêng mình đó, thì mình sơ xài thì đó rồi mình lấy nhà trên lớp mình học học trên trường á, học Pali, học A Tỳ Đàm, học ngay Kinh Tạng, học luật tùm lum cho đó ha. Còn đi xuất gia là phải cực như vậy đó thì mới ra ông sư tốt. Rồi phải đi bát như vậy đó mới bị cực khổ, bị trầy xước, bị lạnh lẽo, bị bệnh hoạn, rồi thấy mới biết mới thấy ngán nha. Rồi sống trong tập thể thế nào cũng có những cái cọ xát, có những cái va chạm, rồi có những cái lúc mà mình coi như mình được cái này nhưng có lúc mình mất cái kia, ví dụ như vậy, phải có trải qua mấy chục năm như vậy đó. Rồi có vị thì sau khi đủ tuổi đời tuổi đạo rồi thì thầy cho ở mình trên núi trên rừng, rồi trên đó thì thôi bệnh thì không có thuốc, đói thì nhiều khi không có cái ăn, rồi một nửa đêm nữa không, cái vị tưởng tượng sống trong hang đá mà cái bình nước thì nhỏ xíu mà. Rồi vào chiều mình quên, mình lật lùm lú bú cái gì mình quên, rồi nửa đêm nữa hơn một hai giờ sáng trong hang đó mà nó gặt nước, thì các vị tưởng tượng đi, tưởng tượng giùm tôi đi, mình ở trong nhà thí dụ như mình không uống nước đủ lạnh đó thì mình cũng còn chạy xuống cái hầm mình lấy cái chai nước nước suối mà chưa bỏ tủ lạnh đó, mình uống chưa lát xe đó mình uống được. Nói chung là hành mình có nhà có cửa có chùa có miếu thì không có chỗ này thì uống chỗ khác. Còn cái việc tưởng tượng giùm tôi sống ở trong rừng đó, gia tài chỉ có một bầu nước thôi, mọi chiều quên xuống suối lấy nha. Rồi bây giờ 2 giờ sáng gió nó rất từng cơn ngoài rừng đó, mà bây giờ nó cắt nước thì mình tưởng tượng nước ở đâu mà uống. Mà phải như vậy đó, phải có cái dịp mà cọ sát va chạm như vậy đó, mình mới thấy cái dòng luân hồi này nó dễ sợ lắm. Rồi sáng mai gió mưa như thế này mà phải đi xuống làng mà không biết gió mưa như vậy có ai để bát cho mình hay không đó, khổ như vậy đó. Mà đó là tôi đang nói là cái xóm đạo nha, cái xóm Phật giáo nha. Chứ còn nếu mà mình ở một cái chỗ mà không có Phật tử nhiều đó, là có nhiều khi người ta không cho mà nó còn chửi nữa, nó thả chó ra còn mệt nữa nha. Cho nên là tùy cái căn cơ chúng sinh, mà có người đó thì Đức Phật ngài giảng cho nghe về A Tỳ Đàm, có người ngài giảng cho nghe một bài kinh theo cái kiểu Kinh Tạng, rồi có người thì ngài phải dùng tới tận luật. Phải dùng tới tận luật, có nghĩa là ngài phải khuyên dạy người ta đi xuất gia rồi phải sống một cái cuộc đời như vậy. Đại khái người ta miễn là họ có dịp họ nhận diện được cái gương mặt thật của đời sống nó là cái gì. Tùy vị, có vị họ khi mà họ sống khép mình vào đời sống xuất gia đó, họ mới có dịp họ thấy được cái phiền não nó làm cho mình khổ cỡ nào. Bởi vì khi mình sống không khép mình vào giới luật thì cái tâm mình nó lăng xăng, mà khi mà cái tâm nó lăng xăng thì mình không có dịp mình thấy, mình sợ nó. Có người họ giải thoát bằng cách là họ sợ phiền não, tức là sợ cái nhân luân hồi. Có người họ giải thoát bằng cách là họ sợ cái quả luân hồi, có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ nhìn thấy cái cảnh mà sanh già đau chết, rồi sanh ly tử biệt, rồi thì đổ vỡ mất mát cái này cái kia. Cho nên này phải ghi được, có người giải thoát do thấy sợ nhân luân hồi, ở đây ám chỉ phiền não. Có người giải thoát do thấy sợ quả luân hồi, ám chỉ những nỗi khổ trong đời sống của mình và người. Không biết nói gì bà con có hiểu không ta?
Quý vị hiểu câu này không? Có người giải thoát đó do thấy sợ phiền não. Và họ thấy sợ, đó là phiền não, đó là nhân luân hồi đó. Họ thấy cái mỗi lần mà mình ghen á là khổ, mỗi lần mà mình sợ cái gì đó là khổ, mỗi lần mình giận ai đó nó là khổ, mỗi lần mình thích cái gì đó nó là khổ. Đó, có người như vậy, có người như vậy. Có người, có thể đây là gọi là người trí cũng được, cái người lợi căn họ thấy như vậy, cái người lợi căn họ thường thấy như vậy. Người lợi căn thường thấy, chứ không phải luôn luôn người thường thấy như vậy. Tức thấy nhân, tức thấy nhân trước quả. Có người phải thấy quả thì mới nghĩ đến nhân. Các vị có nghe hiểu không ta? Có hiểu chỗ này không ta? Có người đó muốn tu hành giải thoát là phải thấy nhân quả luân hồi, nhưng mà tùy cái căn tánh. Có người họ nhìn thấy cái nhân nó làm gì tới cái quả họ sợ. Họ thấy mỗi lần họ thấy trời ơi, ghen nè, sợ nè, giận nè, tham nè, thích nè. Đi shopping mà thấy món đồ đó mà mua không được, về ngủ mới được, tôi biết cái này có. Cái đó là khổ do tham. Còn khổ do sân, mà thí dụ như mình thấy một lần mình ghen, một lần mình sợ, một lần mình giận ngay nó mình ngủ cũng không được. Đó là cái khổ do sân nha. Thì có những người họ thấy sợ luân hồi là vì họ thấy cái nhân của nó thấy ớn quá, ớn thiệt. Có cái chỗ này tôi biết nói ra không nên, nhưng mà coi như hy sinh thì tôi mới nói thiệt. Tôi hồi bé, tôi không có gia đình, tôi không có yêu đương gì hết, nhưng mà tôi có biết một chuyện. Đó là nhiều khi mình thương ai hoặc mình thích một món đồ nào đó mà không được đó. Khổ ghê lắm, mình biết không? Khổ dữ lắm, nỗi mà mình nhớ đó, cái cảm giác mình nhớ nhung, cái cảm giác đó nó khổ lắm. Rồi ghen tuông cũng khổ, ganh tị cũng khổ, sống trong sự sợ hãi cũng khổ. Tôi nhớ cái lúc mà tôi về Đức Tòa, họ giao tôi một cái chỗ trên núi, hai tầng. Mà nói ra thì thiệt, tôi cũng thiệt xấu hổ. Đã lâu lắm rồi tôi không có biết sợ ma là gì. Nhưng mà thật sự khi tôi đặt chân về cái nhà này, thật sự tôi mới nhớ là hình như là mình còn sợ ma. Nó có những tiếng động rất là lạ, rất là lạ. Nhưng mà tôi chợt nhớ lại hai chuyện mà tôi hết sợ. Thứ nhất là tôi biết là tôi đã đi hết nửa đời rồi, hơn nửa đời. Có nghĩa là cái mà tôi phải ngại trước mắt đó là cái chết của tôi. Tôi phải chết ra làm sao? Tất cả những cái chuyện khác ngoài ra là không đáng kể. Bây giờ mà nó có lù lù nó ngồi trước mặt thì cũng không có bằng cái chết của tôi nghe. Cho nên thứ nhất tôi nghĩ về cái chết. Cái thứ hai, tôi nghĩ hình như từ nhỏ tới lớn cái người mà làm cho tôi khổ là con người chứ không phải con ma. Tôi cứ nhớ là người đáng sợ hơn ma nhờ vậy đó. Rồi cái thứ ba nữa là tôi còn nghĩ đến cái chuyện ví dụ như sắp tới thì mình phải sống làm sao. Đâu phải ai cũng hộ trì mình. Thì cứ nghĩ cái đó là cái đáng sợ đó. Mình mấy chục tuổi rồi mà người ta có chùa miễu và trụ trì có đệ tử của mình, trụ lũi cũng có gì hết. Thì lỡ bữa nào nó cũng khùng, bữa nào không nuôi, nó quên sách bao gạo, thế là mình chỉ biết là mình cạp đất mình ăn. Thì nhờ nghĩ như vậy thì ma tà quỷ quái thì nó mất sạch hết. Đó, nó hay cái chỗ đó. Nhưng mà cũng ngay lúc đó tôi mới thấm thía một chuyện, thì ra sống trong cái sự sợ hãi, sống trong cái sự hờn giận, sống trong cái sự tức giận, sống trong cái sự ghen tuông, sống trong cái sự mà có nhiều toan tính, nó khổ như thế này đó. Rồi còn có người thì họ sợ luân hồi bằng cách họ thấy cái quả, họ thấy cái cảnh mà đói lạnh nghèo, rồi thấy cái cảnh mà đời của người khác đó, họ sợ. Cho nên trong cái trường hợp đó thì được gọi là thấy quả luân hồi mà sợ luân hồi. Còn có người thấy nhân luân hồi mà sợ luân hồi đó. Ok, miễn thấy cái nào cũng được, miễn là biết sợ cái luân hồi, sợ lắm. Nhưng mà có một điều mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài, đó là tôi không phải thiền sư, nhưng mà cái điều này các vị bắt buộc phải tin tôi. Đó là luôn luôn niệm cái câu thần chú này. Tất cả những gì ta thích hay là ghét trên đời này nó toàn là đồ giả thôi. Toàn là đồ giả thôi. Và các ai mà nghi ngờ nói ông Sư Giác Nguyên có đắc cái gì hết chưa mà dám bắt chước trong kinh nói, thì tôi nói dạ thưa, em vẫn còn phàm, nhưng mà em có đủ tư cách trong trường hợp này. Giả làm sao? Có những loài nó thích ăn phân là vì cái nghiệp cũ của nó đẩy nó vào trong cảnh giới đó, khiến nó thích ăn phân, nó thấy phân là số 1. Có những loài đó, có những cái chúng sinh do tiền nghiệp đẩy nó qua bên Ý, nó thích ăn đồ quỷ. Có những chúng sinh do cái tiền nghiệp nó đẩy vào Việt Nam,
mà miền Tây Nam Bộ thì nó thích ăn những cái thứ của miền Tây Nam Bộ, rồi còn có những người nó đẩy nó ra miền Trung, miền Bắc thì nó thích ăn cái đồ của miền Trung, miền Bắc đấy. Rồi có những người nó sanh về Trung Quốc, sanh qua cái xứ Trung Đông Hồi giáo, có những người sanh về trời, có những người họ sanh về cảnh giới tứ thiên vương, họ sống ở trong rừng, trong núi, trong ao hồ, thì tùy cái nghiệp mà họ sanh vào đâu rồi từ ngay ở trong cái môi trường đó họ thích cái này, họ thích cái kia, chứ toàn bộ là những cái mà quý vị thích chưa chắc là thằng tèo nó thích, nhớ nha. Cái câu này quan trọng lắm, chỉ có cách này đó mình mới liền, chứ còn mà ăn là cứ lo quán bất tịnh, tôi cũng thích. Tôi đối với tôi biết có những trường hợp quán bất tịnh không thấm, nhưng mà đối với tôi đó thì nghĩ cái này tôi mới thấm. Tức là mình khoán bánh xèo thì mình phải biết là do cái nghiệp nó đẩy cho mình làm người dân Nam Bộ. Rồi từ cái chỗ làm người Việt Nam là phải biết nước mắm, làm người miền Nam thì phải biết ăn bánh xèo, mà làm người dân miền Tây đó thì mới biết ăn rau, ăn rau nhiều đó. Thì ba cái này cộng lại, nước mắm, bánh xèo và rau, nó ba cái này nó cộng lại đó mình mới thích ăn bánh xèo nha. Thì tại sao như vậy? Là bởi vì cái nghiệp nó đẩy mình vào làm cái người Việt Nam ở miền Tây Nam Bộ. Ồ, như vậy thôi. Chứ bây giờ mình đè một thằng Mỹ bắt nó ăn nước mắm là nó có cắn lưỡi nó chết chứ làm sao nó ăn nổi. Thế. Nhưng mà mình ăn cái này cái kia mà không có nước mắm mà sao mình ăn? Ví dụ như vậy. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là nó quán duyên khởi, quán gì cũng cần biết. Mà chuyện đầu tiên cứ nhớ rằng tất cả những gì ta thích hay ghét đều là đồ giả. Là hỏi tại sao giả? Nó có bằng chứng. Đó là thằng Tèo nó thích cái này mà thằng Tí nó không có thích. À, mà cái thằng Tí nó ghét là thằng Tèo nó thích, mà cái thằng Tèo nó thích thì thằng Tí nó ghét. Điều đó có nghĩa là tất cả là điều đồ giả, nó giả, nó nói là điều đồ giả. Rồi tiếp theo đó là bài kinh Tư Lượng. Kinh Tư Lượng. Đấy, kinh Tư Lượng. Tôi sợ nhất là đi cứ ép tôi phải bắt mình niệm ba cái quan thở cái thể trường bất tịnh, mà đôi khi đó cái bụng mình nó chưa có sẵn sàng, em biết không? Đôi khi nói kia tôi sợ, nếu mà cái này mấy chục năm về trước mà nói cái đó tôi sợ thiệt, cái đó là tôi sợ. Kinh Tư Lượng làm sao? Kinh Tư Lượng ở đây có nghĩa là suy tư. Tư Lượng Bá Rí Quý Măng Sanh Nát, ở đây có nghĩa là suy nghĩ bằng trí tư, bằng trí tư, sau đó bằng trí tu. Mà khổ tôi đánh tôi không bỏ dấu cho nên bà con mới phân biệt được không ta. Trước hết là suy nghĩ, tư lượng có chữ re nha, tư lượng là suy nghĩ, hay là suy nghĩ, hay là trầm, là tầm tư. Bây giờ để là nội dung kinh là người học đạo suy xét nguồn cơn, xem các khổ trên đời từ đâu có, suy tư theo nguyên lý duyên khởi thì sẽ thấy. Cái cách suy nghĩ, bởi vì cái có nhiều cách suy tư, có nhiều cách suy tư, nhưng suy tư theo nguyên lý duyên khởi là một trong những cách giúp ta chứng thánh đó. Cái cầu mình ngồi mình suy nghĩ kiểu ngoài đời đó, là tại sao tôi khổ, là tại vì tôi lấy chồng nghèo, tại tôi lấy vợ xấu, tại vì tôi xa tôi sanh vô gia đình không có được trí thức, tại tôi sanh vô một cái quốc gia cạch chớn, ví dụ như vậy. Thì cái cách suy nghĩ như vậy nó không có dẫn đến cái chứng ngộ. Mà cái cách suy nghĩ ở đây đó, Đức Phật ngài dạy là phải suy nghĩ thế nào để thấy được nhân luân hồi, quả luân hồi, phiền não luân hồi. Đó, cách suy nghĩ như vậy đó
chứ còn mình than đời tôi khổ quá, tại tôi biết tôi là tôi sanh ra đời dưới một cái gì sao xấu, tôi sanh ra đã là con gái nhà nghèo, tôi như là đứa con gái sanh ra trời bắt xấu, vân vân. Những cái suy nghĩ đó nó không có dẫn đến cái nhận thức về nhân luân hồi, quả luân hồi và phiền não luân hồi. Ba cái luân hồi này ở trong dòng biên khởi đó. Thì các vị biết, thứ nhất là nhân luân hồi, quả luân hồi. Nhân luân hồi ở đây có nghĩa là mình thấy ở trong 12 duyên khởi đó. Trong 12 duyên khởi có cái là nhân, có cái là quả. Quả được tạo ra từ nhân, nhân lại cũng là nhân để tạo ra quả khác. Kỳ nhông là ông kỳ đà, mà cái kỳ đà là cha của cắt ké, mà cái cắt ké đó là mẹ của kỳ nhông. Mấy cái kiểu như vậy nó không được có cười, sự thật nó như vậy, nó cứ vòng vòng vậy đó. Kỳ nhông nó là ông của kỳ đà, mà kỳ đà đó là cha của cắt ké, mà cắt ké đó là mẹ của kỳ nhông. Có nghĩa là vô minh á, vô minh á nó là nhân, duyên cho hành cũng là nhân đó, mà hành á duyên cho thức, mà thức ở đây đó là quả, cũng là tâm quả, mà cái thức á thì nó duyên cho danh sắc cũng là quả. Quả này tức là tâm quả đó, mà cái danh sắc á, nó duyên cho lục nhập, cũng là quả luôn. Mà lục nhập mà nó duyên cho xúc cũng là quả luôn. Lục nhập duyên sáu xúc cũng là quả. Rồi cái xúc duyên thọ cũng là quả luôn. Rồi cái là thọ duyên cho ái, ái nó là nhân đó. Rồi cái ái duyên cho sáu ái duyên cho cái gì, duyên cho bốn thủ cũng là nhân. Rồi bốn thủ nó duyên cho nghiệp hữu cũng là nhân, duyên cho sinh hữu là quả. Rồi hai hữu này nè, hai hữu này đó nó mới duyên cho sanh, cái sanh thì nó là quả. Rồi cái là sầu bi khổ ưu não vừa là nhân mà vừa là quả. Ở đây nãy giờ tôi nói mà tung rung là tôi nghi ngờ, không biết bà con có hiểu chữ nhân quả là gì hay không. Có nghĩa là đó, nhân cái này nó có là nhân ở đây, phải giải thích thành nhân ở đây là tâm thiện hay bất thiện, quả ở đây là quả thiện hay quả bất thiện được tạo ra từ các tâm thiện bất thiện đó, hiểu vậy đó. Đó thì đó được gọi là nhân luân hồi, quả luân hồi. Còn phiền não luân hồi là sao thì các vị cứ dò lại giùm tôi đi. Vô minh nè, ái nè, thủ nè, vô minh hành chứ, vô minh á, vô minh nè, rồi phi phúc hành nè, rồi ái thủ nè, rồi cái nghiệp hữu bất thiện nè. Thì nghiệp hữu có hai loại, nghiệp hữu là cái tâm bất thiện đó. Nghiệp hữu là tâm bất thiện và tâm thiện, mà trong trường hợp cái nghiệp hữu bất thiện đó là được xem là phiền não, là phiền não luân hồi.
mấy cái phần thích chat đây nè, bà con mà giữ lại đó nha, nghe giảng là giữ lại, hay giữ lại ngồi ra tại sao ổng giảng mà ổng lại thích viết, là bởi vì là bà con nghe mà chỗ nào mơ hồ á, bà con mới mở ra đọc lại. Thì tự nhiên cái nó sáng lên nè, nó sáng lên. Bây giờ mình sướng ở chỗ là tuy mình ngàn dặm quan sang không thấy mặt, nhưng mà mình nhìn vào trong đây nè, thì tự nhiên cái nó lòi ra. Nó lòi ra. Thì ở đây đó là cái vị thánh đệ tử thì khỏi nói rồi, bây giờ nó phàm mình á, là người học đạo đó là cứ ngồi suy tư nhé. Mình ngồi mà bữa đầu mình làm như con két, vậy như đứa con nít vậy đó. Nhưng mà lâu ngày đó mình thấy, hồi đầu thấy bằng trí văn, lúc đầu á thấy bằng trí văn, tức qua chữ nghĩa dần dần thấy bằng chữ tư, chữ tư á nha, viết mỗi dấu của chữ tư, tức qua sự trầm tư thấm thía cuối cùng là thấy bằng trí tu, tức sự thể nghiệm thân chính, thân chính lúc tu tập tứ niệm xứ. Đó, mình thấy rõ là vừa nhìn cái gì đó, vừa nghe cái gì đó mình thấy thích là biết liền, biết liền vô minh đang có mặt, biết hoặc là biết rõ hành á, bởi vì mình học phi pháp, học A Di Đà mình biết mà. Tham á thì nó thuộc về phi phúc hành, là cái đời phi pháp này biết trong rung có nghe cho vui, là trong rung như vậy có học kỹ chi pháp hay không, phải nắm chi pháp cho kỹ mới được, nghe cái này nó hiểu mà mình mới có thể thực hành được. Thấy cái gì mà mình thích thì ngay cái lúc đó mình biết liền, biết vô minh đang có mặt, biết phi phúc hành đang có mặt, biết ái đang có mặt, biết lục nhập đang làm việc, biết sáu xúc sáu thọ đang có mặt, biết rõ bốn thủ đang có mặt, biết rõ nghiệp hữu đang có mặt, biết liền tức khắc. Lúc đầu là mình biết theo trí văn, nhưng mà lâu ngày biết theo trí tư, và sau cùng là khi mình tu tứ niệm xứ là mình sống ở trong chánh niệm á, là mình thấy liền, vừa thích cái gì là biết liền, thì đây là vô minh đang có mặt, hành đang có mặt, biết là phi phúc hành đang có mặt, biết rõ là sáu ái đang có mặt, biết rõ là sáu thọ sáu xúc đang có mặt, biết rõ đây là bốn thủ đang có mặt, biết rõ nghiệp hữu đang có mặt, biết liền lúc tức khắc, biết ngay lúc đó biết liền, nó quen. Cũng giống như cái người mà chưa có từng học quá chất thì mình liếc mình thấy một cái giọt nước chanh nó đang nhiễu xuống mà mình không biết cái gì trong đó. Nhưng mọi người mà đã có học qua quá chất rồi đó, mà có chemical rồi, mình chỉ liếc một giọt nước chanh đó là mình biết cái gì trong đó. Nhìn thấy một giọt nước mưa nó đang rơi trên mái xuống dưới cái hiên nhà đó là biết liền trong giọt nước mưa đó nó có cái gì trong đó, biết liền. Mà với một cái người không có học, họ nghe họ không có tin, họ nghe không có tin, không có làm sao nhanh như vậy, nhưng mà cứ thử đi, liếc mắt là biết liền, biết trong đó có cái gì. Còn một cái anh thợ máy, ảnh giỏi thì chỉ cần ảnh nghe cái tiếng máy lúc đề đó, để chìa khóa vô là họ nghe cái tiếng, ảnh biết cái vấn đề xảy ra liền. Ảnh hình dung ra được toàn bộ cái cơ cấu nào mà nó tạo ra cảm thanh mà quái đạn thì ảnh biết liền. Mà cái người mà không có học gì hết thì không có tin. Bây giờ mình cũng là người lái xe mà mình cũng từng bị ngồi trong xe hư, mình biết mà làm sao mà anh này anh cùng một lúc hiểu ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà khi anh học về máy móc xe cộ anh sẽ hiểu rồi đó. Anh đưa chìa khóa vô mà anh đề máy là anh biết liền, nghe cái tiếng là anh biết cái máy nó bị vấn đề gì liền nha. Gọi là cái dân nấu ăn mà giỏi, những người còn có lưỡi hoàng đế đó, họ múc một cái miếng chè đậu xanh rồi bỏ vô trong miệng, họ biết ngay là cái này nấu ra làm sao, bỏ cái gì trong đây, có vani hay không có vani, phải biết lựa liền. Đường nhiều hay đường ít, thậm chí xài đường hóa học hay là đường cát, đường mía, đường vàng, đường trắng, phải biết liền, biết liền. Còn cái dân mà không biết nấu ăn á thì giống gì giọng vô họng cũng giọng vô mà nuốt cái ức á, chứ còn không biết gì hết nha. Còn cái dân mà nhà nghề đó, hoặc là thí dụ như người ta là thợ may giỏi, người ta liếc cái áo là phải biết cái này phải cắt phải may làm sao liền. Còn như là như mình mà dốt đặt á, là mình liếc cái áo mình thấy cái áo nó đẹp, một cái áo nó xấu quắc vậy thôi, chứ mình cũng không biết làm sao mà nó ra được cái áo như vậy nha. Còn cái dân nhà nghề nó liếc cái nó biết liền. Cho nên cái này vấn đề bắt buộc là phải tu, là phải có học, chứ còn mà không học mà cứ ngồi mà đòi biết như người ta đó thì cái này là chỉ là chim bao thôi nha. Cho nên vì nó thấy rõ là tất cả cái khổ trên đời này ở đâu nó có, nó do cái giây phút chào đời mà có.
Cái giây phút chào đời này ở đâu mà có? Nó do hai hữu mà có. Mà hai hữu ở đâu mà có? Nó do tứ thủ mà có. Mà tứ thủ này ở đâu nó có? Nó do sáu ái mà có. Sáu ái này đâu nó có? Nó do sáu thọ mà có. Sáu thọ này ở đâu nó có? Nó do sáu xúc mà có. Sáu xúc này ở đâu nó có? Nó do sáu xứ mà có. Mà sáu xứ này ở đâu mà có? Nó do danh sắc đầu đời mà có. Mà danh sắc đầu đời nó tự thức, từ quả thức mà 32 quả thức mà có. 32 quả thức này nó có từ ba hành, mà ba hành này nó có từ bốn cái vô minh. Mà bốn cái vô minh này ở đâu mà có? Nó do tứ lậu, mà tứ lậu này ở đâu nó có? Nó là do cái sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của một người bị sầu bi khổ u não. Mà sầu bi khổ u não này ở đâu mà có? Nó do sanh mà có. Cứ như vậy đó, nó cứ vòng vòng như vậy. Nó làm nên cái dòng chảy luân hồi, một cái vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu, nhưng bắt đầu chỗ nào cũng được. Không biết nói gì tôi hiểu không? Nói cho đã mà ngồi nghĩ là hết hồn. Nó, tôi nhắc lại, nó là một vòng tròn không có điểm bắt đầu. Mà chính vì nó không có điểm bắt đầu cho nên là bắt đầu chỗ nào cũng được. Giống như bây giờ quý vị lấy giùm tôi cái niền xe đạp á, cái niệm mình nhôm á, chiếc xe đạp nó bây giờ tôi hỏi bà con nghe, nó bắt đầu chỗ nào? Nó liền do làm sao nó có chỗ bắt đầu, nhưng mà bà con muốn bắt đầu chỗ nào cũng được. Nó phải phải rồi có cái nhân vật mà thăm bá chích ta thì hỏi hiểu không, nó quất cái số cái chữ không bự tổ ngũ sinh như vậy, làm sao ta chịu nổi trời. Cho nên là nó là vòng tròn không có điểm bắt đầu là đúng rồi. đúng. Quý vị biết tôi nhớ được một chuyện rất là thú vị. Cô giáo, cái câu chuyện của mình phải nhớ nè. Cô giáo hỏi một cái đám nhóc 4 tuổi, 8 chia 2 là mấy? Các vị trong room này trên 18 tuổi hết, các vị trả lời giùm tôi đi. Mà tôi không có ngờ là cái đám nhóc 4 tuổi mà nó cho ra những kết quả mà cô giáo quỳ lại tụi nó luôn. Cô giáo quỳ lại tụi nó luôn. Thằng Tèo nó trả lời thế này: 8 chia 2 là 4. Chị này không có gì hay hết. Thằng Tí nó nói thế này: 8 chia 2 là mấy? Là 2 lần 0. Cô giáo hỏi tại sao, nó nói cô lấy con dao cô cắt số 8 ra, cô phải là 2 0. Nhưng mà thằng kia, cái thằng Tèo, thằng Tí rồi cái thằng Tuấn nó còn trả lời, còn đọc nữa, nó nói không, 8 chia 2 là 2 lần 3. Tức là lấy con dao sẽ cắt xuôi cái số 8 đó là 2 lần 3. Có đúng hay không? Nữa rồi. Đúng rồi, mới nói vậy có hiểu không ta? Số 8 mà mình sẽ nghe, mình cắt ngang á thì là 2 số 0. Nhưng mà mình sẽ dọc á thì nó là 2 số 3, có đúng không? Rồi thêm nó không hiểu ông nội rồi. Ông không ngảo rồi, ông làm tùm lúc rồi sao trời. Ông không ngảo có hiểu không ta? Ông Duyên Phiêu có hiểu không? Tại sao mà nó là 2 số 3? Mà là bởi vì số 8 mà mình xé dọc á thì là 2 số 3, số ngược số xuôi. Còn mà mình cắt ngang đó là 2 số 0. Còn mà mình làm toán đàng hoàng á thì 8 chia 2 nó là 4. Nói như vậy có nghĩa là một vấn đề mình có nhiều cách hiểu. Nghĩa là một vấn đề có nhiều cách hiểu đó. Mà tôi thích cái câu chuyện này lắm, tôi rất là thích. Có nghĩa là mình cô giáo, và phải kể là phải rõ là cô giáo đều cho điểm 10, nhưng giải thích cho tụi nhóc biết cách nào tốt nhất để chia 8 thành 2. Đó, tức là anh không có được chia tào lao nha, anh chia cái kiểu mà tào lao là không có được đó. Nhưng nhưng phải thừa nhận là mấy anh trai nó đúng, mấy anh trai này nó đúng, mấy anh trai 4 tuổi nhưng mà anh trai nó đúng. Tức là mấy anh trai cho mình một bài học triết lý rất là sâu sắc. Có nghĩa là mình đem cái đầu của một cái người đứng thành, mình tưởng là ta đây là học giỏi, nhưng người ta không có sai nha, không có sai. Mà tôi là cô giáo là tôi cũng cho điểm 10 hết, nhưng có điều tôi phải giải thích. Cho nên mấy anh trai nhớ là điểm 10 là để ủng hộ cái tinh thần là sáng tạo của mấy cha. Nhưng mà từ đây thì sao, mấy cha không có chơi cái chiêu đó được nữa, là bởi vì cái đó xài không được nha. Nhưng mà mấy cha phải nhớ rằng đó là mấy cha bữa nay mấy cha rất là khác.
Bởi vì 8 nó có 8 chia 2 là mấy thì nó có 4, rồi nó có 3, cách đó là 1, là 8 chia 2 là 4. Cách thứ hai, 8 mà cắt ngang là hàng số 0, mà cắt dọc đó, nó là hàng số 3. Đó, vấn đề là cỡ nào cũng được hết, tôi thái nó chứ. Thì hoặc là có đứa nó hỏi 3 là mấy, thì có đứa thằng bạn nó trả lời 3 là ông nội, tôi thấy nó cũng đúng, 3 với 3 là ông nội. Bây giờ đó là mình học qua bài kinh tiếp theo, nhưng mà tôi chỉ ôn lại bài kinh này thôi, ôn lại cái bài kinh tương đương thôi. Có nghĩa là vị đó thấy rõ rằng là một khi không có cái này thì không có cái kia, và đặc biệt là ở cuối bài kinh đó, chứ còn là sáng ngày một chỗ, là đối với ngài hỏi như đăng, đối với một vị mà đã chấm dứt phiền não, cuối kinh ngài hỏi chư đăng, một vị đã hết phiền não thì có thể còn ý muốn đầu tư 3 hành hay không? Chư tăng trả lời là không. Đó, như một người hiểu chuyện thì không hề muốn có mặt ở Iraq với bất cứ hình thức nào, làm ăn hay là tạm trú, đều chuyện nguy hiểm. Các vị biết mất cách rồi mấy ngày là họ cho nổ cái cũng chết cũng mấy chục nữa. Cái xứ gì đâu mà coi như là bây giờ mới chỉ biết, nó đặc biệt là bên Thụy Sĩ mà tôi nghe nói tai nạn mà chết 2 người là tôi thấy dễ sợ lắm. Tôi không phải phân biệt, tôi không hề có ý phân biệt trời biết đất biết đông thần hộ pháp biết, lòng tôi không có phân mà chúng sanh là ai mà gì đáng sống ai đáng chết, tôi không có phân biệt. Nhưng mà có một điều, tại sao mà ở Thụy Sĩ, ở Đức mà chết 2 người tôi thấy nhiều là bởi vì cái xứ này nó quá sức an toàn đi. Còn coi như là cái ông thầy rắc của tôi đó, tôi nói cái vị nghe, tôi nói tôi ác, chứ tôi thấy nó báo đăng mà nó nổ riết đó, bữa nào tôi thấy nổ mà chết dưới 10 đó, tôi nói ít quá, quá ít luôn. Mà thứ nhất là Iraq mà chết là tôi đã không thèm dòm rồi, mà tôi liếc tôi thấy cái số người chết mà dưới 10 đó, tôi nói trời ơi cái gì mà chết vậy cũng chết nữa. Tôi nghĩ như vậy đó, tôi nói vậy cũng phải đặt đánh bom đánh chi cho nó tốn bom. Đó, thường thường là thấy là 20, 30, 80, còn không đó là phải là bị thương 100, rồi chết cũng phải 18, 19 gì đó, nó mới đáng cái bơm, chứ còn cái gì đâu mà cứ thấy chết 3 mạng, 6 mạng, thì là chết gì mà cũng chết ra trời. Mà trong khi đó đó, ở cái xứ Thụy Sĩ hay xứ Mỹ mà có cái tai nạn gì mà chết 2 mạng là mình thấy nó quá sáng nhiều rồi. Mà tại sao tôi nói cái này, tôi muốn nói rằng cái Iraq nó dễ sợ. Mà khi nó đã dễ sợ rồi đó thì cái chuyện mà một người biết chuyện đó mà họ muốn qua đó làm ăn lâu dài hay là tạm trú ngắn hạn, tôi nghĩ đều không nên. Mà nếu đó là cái người thân của tôi, cái người mà tôi có thể góp ý được thì tôi sẽ quỳ tôi lại thôi. Tôi nói ông ơi, thà ông đi ăn mài chỗ khác, nhưng ông qua đó ông làm giàu, ông giàu ông được bao lâu, ông mà có hốt bạc triệu bạc tỷ, ông có đủ cái mạng để mà ông ngộ hưởng nó hay không. Đó, sự như vậy ở đây cũng vậy. Một cái người mà họ đã hiểu rõ cái dòng sanh tử thì nó ra làm sao rồi, thì họ không có cách chi mà họ có cái ý đầu tư là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành nữa hết. Nó giống như cái ngôi nhà đang cháy, bây giờ mình chung với dưới sàn, mình đi vào trong nhà tắm hay là mình leo lên nóc nhà, mình ôm cái cột anten thì cửa nào mình cũng chết hết. Bởi vì nó đang cháy mà, nó đang cháy. Và tôi nhắc lại một chuyện nữa, cái chuyện này tôi cho là quan trọng vô cùng. Đó là tại sao mà mình còn muốn nắn ná ở đây, là bởi vì mình còn thích cái này, thích cái nọ. Cái này mới quan trọng. Tại sao mình còn muốn luân hồi là tại vì mình còn thấy thích. Mà tại sao mình thấy thích là tại vì mình quên mất cái câu thần chú đó, là tất cả những gì mình thích nó là đồ giả. Tôi nhớ cái cũng lâu được đọc cái câu chuyện ngắn mà được viết trước 75 ấy, là họ kể một cái chuyện ở một cái vùng nông thôn ở đâu miền Trung á, kể
câu chuyện rất là nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt hết. Mình câu chuyện làm tôi băn khoăn là vì chiến tranh thì gia đình mới dời đi từ ở ngoài miền Trung mới dời vô trong Sài Gòn Bình Chánh vậy để ở. Mà cái ngày mà dời đi đó thì thằng nhóc ở trong nhà đó, nó cứ liếm tiếc mấy cái món đồ chơi mà dĩ nhiên mình dời nhà rồi mình đâu có cái gì cũng đem theo được. Nó liếm tiếc cái võng rồi cái chổng tre rồi nó liếm tiếc con chó mực để đi chạy giặt mà sao đem chó mực theo được, cái mặt mực đâu có đem theo được. Rồi còn con chị của nó, con Lan, con Hương thì tiếc những con búp bê này, tất cả nó bỏ là hết bỏ đi. Rồi đi nó đi ra ngoài cửa mà lúc đó cái chiếc xe mà chạy đi rồi đó thì nó còn quay lại nó nhìn nó ứa nước mắt mà tiếc, nó tiếc những cái đó. Thì má nó giải thích cho nó nghe đó, mình đi vô trong ngoại mình ở con vô đâu có đó có sự có cái khác, chứ còn mình ngoài này là mình chỉ có chết thôi. Tối ngủ nó còn bắn cắt cầm sau mình ngủ thì mình có thấy đó, cái chuyện đó một câu chuyện ngắn rất là nhân văn, rất là xã hội có gì hết. Nhưng mà đối với tôi đọc là tôi thấy thấm một chuyện khác, thì ra trong cái tâm tình trẻ thơ đó nó yêu được những thứ mà người lớn coi không ra gì hết. Một thời tuổi trẻ mình yêu được những thứ mà sau này trung niên mình không yêu được, thời trung niên mình yêu được những cái mà sau này ở tuổi già mình yêu không được. Mình là đàn ông mình yêu được những cái mà đàn bà không yêu được, mà mình là đàn bà mình yêu những cái đàn ông không yêu được. Mình là người ít học mình yêu được những cái mà người trí thức họ không yêu được, mà mình là người trí thức mình yêu được những cái mà người ít học họ không yêu được. Mình là người châu Á mình yêu được những điều mà người Âu Mỹ khó chấp nhận, mà người Âu Mỹ họ yêu được những điều mà người Đông Phương khó chấp nhận. Biết tôi nói bà có nghe kịp không? Tức là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái tâm tư, tùy cái trình độ, tùy cái công đức xưa, tùy hoàn cảnh hiện tại mà nó dẫn đến việc mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Đó, cho nên tất cả nó là đồ giả nha. Một cái anh Mỹ, anh tưởng anh là trí thức, nhưng mà anh quên một chuyện đó là, anh phải quên mà anh biết một chuyện đó là mỗi một cái bối cảnh xã hội, mỗi trường văn hóa, điều kiện sinh hoạt, người ta có những cái nhu cầu khác nhau. Và chính cái nhu cầu đó mới kéo theo cái thị hiếu đó. Nhu cầu á nó kéo theo thị hiếu, rồi cái gì nữa, sở thích à, mà tiền nghiệp á thì dẫn đến môi trường sống, mà cái môi trường sống á, thì nó dẫn đến cái nhu cầu, mà cái nhu cầu á thì nó dẫn đến cái sở thích thị hiếu. Tự mình tưởng nó cao siêu chứ không có thị móc gì hết. Cái tiền nghiệp nó dẫn đến môi trường sống, mà môi trường sống thì nó dẫn đến nhu cầu, mà nhu cầu nó dẫn đến cái sở thích, chỉ vậy thôi. Cái này thì nó đơn giản như vậy, nó đơn giản và nó tầm thường, nhưng nó rẻ tiền như vậy chứ không phải gì hết. Hôm nay mà mình phải đi làm lụng như trâu như bò, đi cài để có tiền để mua cái này sắm cái kia để mình đáp ứng cái thị hiếu. Nhưng mà thật ra đó, thì thị hiếu cái nhu cầu đó là nó đi ra từ cái gì, từ cái môi trường sống, mà cái môi trường sống nó đi đâu, từ cái nghiệp. Các vị có biết không, có thể là tôi xuất thân là cái người nghèo, hoặc có thể tôi là ông thầy chùa, hoặc có thể là do cái tiền nghiệp, cái tâm tư quá khứ gì tôi không biết. Nhưng mà cho đến bây giờ ở tuổi này gần 50 rồi, tôi thưa thiệt với bà con, nếu bây giờ mà tôi có bạc tỷ đô la trong tay thì tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện mà tôi mua một cái căn hộ mà sang trọng đặt tiền để tôi ở. Cái mà tôi mê nhất vẫn là đi, thưa bà con, đến bây giờ tôi vẫn thích đi. Ở trong cái vali của tôi có dán cái tên để đừng có lạc, mà tôi để là thích Phương Trì. Phương Trì là phi trường ấy. Phương Trì, cái người biết tiếng Hán là Phương ấy, nó có nghĩa là vuông, hoặc là có nghĩa là thơm. Còn chữ Trì nó có cái nhiều nghĩa, mà nó cũng có nghĩa là cái ao. Phương Trì là cái ao vuông, hoặc cái ao nó thơm. Nhưng mà không phải, Phương Trì ở đây có nghĩa là phi trường. Mà phi trường này cái là tôi thích đi thôi. Tại sao? Là bởi vì đó, đúng, tôi cũng thiên nhiên, bởi vì cái cung mà tử thức của tôi nó tệ lắm. Cho nên là thà là tôi đi như vậy đó, tôi sẽ chia cái gia tài tôi có, thí dụ như tôi có 3 tỷ thì, cái nào cho Phật giáo Miến Điện, cái nào cho tổ chức Phật giáo nào, tổ chức Phật giáo nào. Chẳng hạn như bây giờ tôi có những cái tôi muốn, đó là tôi có tiền tôi sẽ làm mấy cái bệnh viện nông thôn ở Miến Điện, cầu đường đào giếng ở Miến Điện, trường học cho trẻ em ở Miến Điện. Tôi thương Miến Điện thôi,
tích lan cho một ít, nhưng mà tập trung ra Miến Điện. Rồi tôi muốn đến mấy cái trường đại học của Miến Điện, của tích lan, tôi xin cúng tiền để họ mở ra những cái chuyên khoa về quần pháp. Có nghĩa là sao? Tôi muốn các vị Miến Điện, các vị tích lan họ được học những lớp ngoại ngữ đặc biệt do giáo sư bản xứ, để từ đó họ có thể đi về các xứ được học quần pháp một cách hiệu quả. Ví dụ như muốn về Đức thì phải biết tiếng Đức, phải biết văn hóa Đức, phải biết cái cơ cấu xã hội Đức, để mình có thể hội nhập, thậm chí hòa tan một cách hiệu quả, để mà quần pháp hiệu quả hơn, như vậy. Thì đó là cũng là một cái trong những cái tâm nguyện. Nhưng mà làm gì thì làm, tôi nhắc lại nó là cái điều quan trọng tôi đang muốn thưa ở đây, đó là tùy cái hạnh nghiệp của mình thích cái gì. Tôi thích, tôi mở sáng thức dậy tôi nhìn thấy một cái khung cảnh mới, một bờ biển mới, một bìa rừng mới, một căn phòng mới, và tôi chán đó thì tôi đi. Tôi thích như vậy hơn nếu mà tôi có tiền, chứ tôi không có chịu nổi cái cảnh mà ngủ dậy, thức dậy nửa đêm cũng nhìn thấy cái nhà đó, sáng dậy cũng thấy cái nhà đó, buồn vui cũng cái nhà đó. Tôi cảm giác giống như mình con chuột dữ an vậy đó. Cho nên có người họ thích đầu tư cái nhà. Chứ còn nếu tôi là bà con quý vị trong rung này nè, mà tôi ở trong nước, tôi sẽ dành dụm cho con em tôi đi, nó đi định cư hoặc nó đi du học hết. Chứ tôi không có bao giờ mà tôi bỏ tiền ra bạc tỷ để cất cái nhà cho nó hoành tráng. Cái nhà bằng gỗ lim, gỗ sến, rồi bằng cẩm lai, bằng gõ, rồi đi xe đắt tiền, rồi sống kiểu đại gia. Không bao giờ, không trăm lần, không vạn lần, không bằng mọi giá. Tối thiểu không được về Âu Mỹ, tôi cũng tống, đóng đổ, đóng tháo cho con em nó qua Thái Lan hết. Chứ không gì tôi để trong nước. Rồi xong. Bây giờ kinh tiếp theo là kinh Thủ. Kinh Thủ Ba Đà Nẹ Sụt Tạ. Các vị có nghe không? A Di Nó Qua Nú Bắc Nù. Dạ rồi, cảm ơn. Nhìn thấy thế giới qua khía cạnh tiêu cực để nhàm chán, và từ đó ra khỏi cái vòng tròn duyên khởi. Asada Asada Nú Basino là nhìn thấy, là nhìn ngắm thế giới qua khía cạnh lạc quan để tiếp tục ở trong vòng tròn duyên khởi. Chỉ vậy thôi. Cái bài kinh tiếp theo là kinh Thủ, nó chỉ vậy. Có nghĩa rằng Đức Phật Ngài dạy á, khi mắt, tai, mũi, lưỡi của mình á, mình đón nhận những cái trần cảnh á, mà từ cái khía cạnh ngọt ngào á, asada nghĩa là ngọt ngào thế, thì mình mới có cái thích. Mà từ cái chuyện mà mình thích đó, nó mới dẫn tới cái vòng tròn duyên khởi, là vô minh duyên gia hành, hành duyên gia thức. Từ đó là toàn bộ khổ được hình thành. Còn một người họ nhìn thấy thế giới này qua những cái mắt tay, qua những cái sắc thinh khí vị xúc, họ nhìn thấy nó cũng ở cái cảnh tiêu cực, thì như họ thấy mọi thứ nó do duyên mà có, mà đã có rồi thì bị mất. Thì họ khi mà nhìn thấy nó như vậy đó thì họ mới có thể nhàm chán, ly tham, vậy mới có thể giải thoát được. Cho nên toàn bộ cái nội dung của bài kinh này cũng như là toàn bộ cái nội dung tu hành giải thoát của mình, nó chỉ nằm trong hai cái này thôi. Adinova, viết giùm tôi nha. Adinova Nú, Adinova Nú Basino. Rồi cái thứ hai nó là as, hai chữ as, as asa đó, asa đó là cái vị ngọt, cộng với a nu pasino là cái sự chiêm ngắm hay là quan sát, tức là sự nhìn ngắm thế giới này để qua cái cạnh ngọt ngào. Nó có cái này nè, tôi không dám gọi đó là sự thực chứng nhiều lắm, tôi chỉ dám nhận đó là cái sự trải nghiệm thôi. Đó là một người á mà thường xuyên thấm thía cái vị đắng ấy của cuộc đời đó, thì thường
rất là chừng mực trước cái gọi là vì họ luôn cảnh giác. Mà cái người nào đó mà chìm đắm trong cái vị ngọt á, thường khi đau khổ gấp bội lúc nếm trải vị đắng, để lấy kinh nghiệm bằng vàng, để kinh nghiệm bằng vàng. Tôi nhìn thấy những cái cuộc họp mặt mà người trong cuộc á thì vui vẻ đến mức quên mình á, cười đùa thoải mái, là tự nhiên tôi ngại giùm. Tôi nghĩ rằng không biết rằng cái niềm vui này, những cái nụ cười này nó kéo dài được bao lâu. Trong khi đó, nếu mà những hành giả thứ thiệt vừa gặp nhau đó, thì mình rất khó lòng mà nhìn thấy họ có những trận cười thoải mái. Là bởi vì phải nói rằng á, tất cả những cái trận cười của mình á, nó đi ra từ cái thất niệm, nó đi ra từ cái sự thiếu cảnh giác. Một nhóm tử tù ngồi lại với nhau, khó mà có những trận cười hết mình. Một nhóm bệnh nhân ung thư kỳ cuối ngồi gần nhau cũng vậy, họ luôn sống trong một ý thức thường trực về những gì mình đang trải qua và sẽ phải đối mặt tới. Đó, một nhóm tử tù mà ngồi lại với nhau thì khó mà có những trận cười hết mình. Một nhóm bệnh nhân ung thư kỳ cuối ngồi gần nhau cũng vậy, họ luôn sống trong một ý thức thường trực về những gì mình đang trải qua và sẽ phải đối mặt sắp tới. Các vị có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp cái này không? Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi, đó, cái vấn đề, cái nội dung về kinh này là vậy đó. À, nội dung mình là hành giả tứ niệm xứ là những người luôn thấy mình là tử tù, là bệnh nhân ung thư kỳ cuối. Đó, hành giả tứ niệm xứ họ luôn thấy mình là tử tù, nghĩa là trước sau thì mình cũng bị đem ra bắn. Họ thấy họ là những bệnh nhân ung thư kỳ cuối, à, mà chỉ sống bằng tâm trạng này nè thì người ta mới dễ dàng buông bỏ mọi sự và tha thứ độ lượng dễ dàng hơn. Đó, tôi không có cái ý kêu gọi bà con sống trong cái sự héo úa, sống trong cái sự âu lo sợ hãi. Tôi dùng cái ví dụ tử tù hay là bệnh ung thư đó, tôi muốn nói một chuyện, đó là cái ý thức thường trực của mình về cái bản chất thật sự cần thấy của đời sống, chỉ vậy thôi. Phải nói là mình dễ vui, ngay cả lúc mình đi chùa mình dễ vui là tại vì mình thấy mình còn nhiều thời gian. Mình dễ vui mình vì mình thấy mình còn là cái gì đó. Chứ thật ra cái chuyện mà mình ngủ dậy mà mình bị liệt một bên người, cái chuyện đó không có. Cái chuyện mà mình nghe trong người kỳ kỳ là đi ra bác sĩ mà họ phát mình bị ung thư, là họ nghi ngờ mình bị ung thư, cái chuyện này nó không khó. Nhất là trong cái bối cảnh thế giới hiện tại, thức ăn của mình, rồi cái môi trường ô nhiễm quanh mình, thì nội rồi những cái âu lo toan tính thường trực trong đầu của mình, tất cả những cái này là những cái mầm bệnh mà phải nói là vô cùng lý tưởng. Những mầm bệnh mà tôi kêu là lý tưởng, nói một cách mỉa mai, đó là những mầm bệnh rất là lý tưởng. Rất là lý tưởng.
nhưng mà mình sống mà căng thẳng, ông bà mình ngày xưa đúng là họ không có giỏi bằng mình, có thể họ không có giàu bằng con cháu, nhưng mà phải nói rằng họ thanh thản hơn mình nhiều lắm. Tôi nhớ hoài lời nói Đức Đại Lạt Ma, đó là người ta đang đem bán thời gian và sức khỏe tuổi trẻ của mình để lấy tiền, mai sau lấy tiền mua lại sức khỏe và tuổi trẻ, nhưng dĩ nhiên không còn kịp nữa. Cái nhớ như vậy, bà con ở là cư sĩ bắt buộc phải đi làm để kiếm sống, đúng, nhưng mà phải thường xuyên nhớ cái câu này. Là người hiện giờ những lần mình đi làm mình nhớ rằng cái kiếp người đó là khó kiếp, kiếp người là hiếm thôi. Mình chỉ vì cái miếng cơm manh áo hả, mà mình phải đi vật lộn với đời sống để mình đổi lấy một ít tiền. Không có gì nó tan nát cho bằng sức khỏe mình đang ngon lành, mình đang có khả năng thiền định rất là tốt, mà mình phải bỏ hết để mình đi làm mỗi ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ ngoài sở, rồi gom được mớ tiền mới gửi nhà băng. Tới lúc mà mình về hưu rồi thì coi như cái đầu của mình lúc đó không còn tập trung được nữa, học đạo không được nữa, ngồi thiền không được nữa, mà lúc đó chỉ còn lại có tiền trong nhà băng thôi. Mới lấy mấy cái tiền đó, nó mới là tôi đang nói người Phật tử thứ thiệt, cái nhà Phật tử dởm mình khỏi nói, Phật tử thứ thiệt đó, mới lấy cái tiền đó đi làm phước. Mà phước là sao? Làm phước có nghĩa là nghe nói chùa nào xây cất hay là đúc tượng in kinh đó thì mình hùng. Nhưng mà các vị cứ biết cái chuyện làm phước đó, tôi không có bài bác, nhưng mà phải nói rằng nó chỉ có một tác dụng rất là nhỏ, nó chỉ có tác dụng rất là nhỏ đối với cái đời sống tinh thần của mình thôi. Có nghĩa là bây giờ mình về hưu năm 65 tuổi, mình đi làm phước ròng rã trong 5 năm trời, để đến năm 70 rồi mới ngừng lại. Thì lúc đó biết nếu mà làm phước ròng rã, làm phước mà mạnh tay thì lúc đó còn tiền hay không, mà cứ cho là còn đi, thì mới lúc là mình đã 70 rồi, một ông cụ bà lão 70 tuổi rồi, mà đời sống tinh thần thì quá nghèo nàn. Lúc đó chỉ cần gặp một cái sốc trong gia đình mình chịu không nổi, tấm thân nó đau đớn, nó bệnh hoạn, nó nhức mỏi, mình cũng chịu không nổi, dưới tầm rên thôi. Mà mình rõ ràng có 5 năm trời đi làm phước, nhưng mình quên rằng mình không có được một cái giây phút nào để mà sống tỉnh tại, để mà sống nội hướng. Mà cái tỉnh tại là sao? Nghĩa là sống yên tĩnh ở trong lòng mình á, không có bon gen ra ngoài ngoại cảnh. Còn nội hướng nghĩa là hướng nội đó, tỉnh tại và nội hướng không có, không còn kịp được. Cho nên hôm nay tôi nhắc lại, bà con vẫn phải đi làm để sống, chứ ai nuôi mình đâu. Nhưng mà cứ nhớ chừng là tôi đang bán rẻ sức khỏe và thời gian của tôi để đổi lấy tiền, rồi mai này sẽ có ngày tôi lấy tiền tôi đi mua lại những thứ mà tôi đã bán rẻ năm xưa. Cái tâm niệm này nó rất có lợi. Còn các vị hỏi tôi lợi như thế nào thì ở mỗi người mỗi khác nha, mỗi người mỗi khác. Nhưng mà cứ tâm niệm thường xuyên như vậy là hôm nay tôi đang bán rẻ sức khỏe và thời gian của tôi, để mai này đó tôi mới dùng tiền tôi mua ngược trở lại, mà lúc đó nó không còn kịp nữa ha. Đó là nội dung của cái bài kinh Thủ á, tức là do nhìn thấy cái ngọt ngào của thế giới cho nên người ta mới chìm sâu gắm chặt vào trong đó. Chứ khi mà thấy được những điều mà tôi vừa nói đó thì người ta phải nghĩ lại nha, phải nghĩ lại nếu muốn buông thôi. Nếu quý vị là người tin Phật, các vị sẽ thấy rằng cái cơ hội mình quay đó là làm người nó không phải dễ ha. Nói gì là làm người mà được gặp chánh pháp, được nghe Phật pháp. Các vị thử tưởng tượng hôm nay trên cái hành tinh này, cũng với một cái nền khoa học phát triển rực rỡ như vậy đó, và chúng ta vẫn là những người tuổi trẻ thành công học thức giàu có như vậy đó, mà nếu mà không có Phật pháp thì nó sẽ ra làm sao? Và phải làm ơn nhớ dùm, cái Phật pháp ở đây không phải chỉ là cái chùa nha, không phải là cái chùa, không phải là bóng dáng tăng ni, mà Phật pháp đây là những gì mình nghe được, mình thấm thía được, những gì mà nó đem lại cái sự thay đổi tích cực cho cái đời sống của mình ha. Thì cái đó mới gọi là Phật pháp. Chứ còn Phật pháp mình hiểu nghĩa là chùa to Phật lớn, tăng ni đầy đường đỏ chợ hết ha. Bản thân mình thì có tiền làm phước ào ạt ha, mà trong khi đó
cái đời sống nội tâm thì nó quá sức là nghèo nàn, chỉ có những câu hỏi nhẹ nhàng thôi mà không sao trả lời được, không sao tìm thấy một lời giải đáp. Tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi phải làm gì? Chỉ bốn câu hỏi này thôi mà mình trả lời không được nha. Tôi là ai, ở đâu đến, sẽ về đâu, hiện nên làm gì? Tôi là ai, ở đâu đến, và hiện nên làm gì? Ok rồi, bây giờ đủ rồi nha. Bây giờ giảng xong mình tinh thủ rồi đó. Bây giờ tôi thấy là chúc tôi một ngày vui rồi, tôi biết rồi đó. Bây giờ hẹn lại bà con ngày thứ bảy nha. Hẹn ngày thứ bảy rồi xong.